Chiều ngày 16 tháng 5, Vĩnh Trường tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và mặt biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Qua 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã kê càng thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tích cực đổi mới phong cách, lê lối làm việc, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhân dân trong xã nhiệt tình ủng hộ việc học tập và làm theo gương bác từng bước chủ động sáng tạo, xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Từ đó, nhiều mô hình, cách làm hay của tập thể cá nhân được nhân rộng như mô hình vận động nhân dân đóng góp gắn 150 bóng đèn năng lượng thắp sáng lộ giao thông nông thôn, chế tổng kinh phí 303 triệu đồng, mô hình nuôi heo đất tích lũy tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mô hình các nhà tình thương của ban Chỉ sự Phật Giao Hảo với tổng số tiền 210 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã có 11 tập thể và 42 cá nhân được biểu dương khen thưởng có hành tích tiêu biểu điển hình trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Việt, bí thư đảng quỹ, chủ tịch Quỹ Ban dân xã đã biểu dương những thành tích mà tập thể và cá nhân đã đạt được trong việc triển khai thực hiện kết luận số 01. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân rộng những cách làm hay, nhân tố mới thiết thực với từng cơ quan đơn vị, nhất là gắn kết chặt chẽ với phong trào quần chúng tự quản, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Dịp này, Quỹ ban dân xã cũng đã khen thưởng cho hai tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Terima kasih telah menonton!